Rồi Vũ mến chào các bạn nha. Ở đây có một chiếc xà lan đang chở hàng khô từ hướng Tiền Giang đi lên Long An các bạn. Nhưng mà cái quan trọng đó là mình không nói cái vấn đề khác, mà chủ yếu là mình vẫn nói về vấn đề con mắt thôi các bạn. Ở đằng xa nhìn là đập vào mình con mắt mình là đó là một con mắt. Các bạn thấy nhìn con mắt ở đây nó nổi không? À, bây giờ từ đằng xa đập vào con mắt mình đó là một con mắt ha. Hai con mắt luôn chứ, đôi mắt. Ở ngoài là đỏ ha, đỏ trắng đen đúng ha, trồng đen đúng ha. Ở xa các bạn thấy gì nè, ở xa nhìn lại nè, các bạn thấy nó nổi không? Đó, ở xa nhìn lại cái dòng trắng, cái dòng trắng nó nổi lên ghê luôn ha. Anh chủ anh đang sửa cái tài ha, sửa cái tài lại quay cho nhẹ. Chiếc này thì thấy nước sơn cũng cũ hả các bạn, chiếc cá mẫu nó cũng cũ rồi nha, chiếc này của Sài Gòn hả các bạn. Chiếc này mặn nước 2m6 hả các bạn, chiếc này cũng nhỏ nha, chiếc này tầm cũng 600-700 tấn nha. Chiếc này đóng mới năm 2009 hả các bạn, năm 2009 không biết đóng ở đâu ha, chứ thật sự ra cái 2009 là mấy mẫu của xà lan miền Tây, không là 2 lá 3 2 lá 5 là mẫu đã đẹp rồi. Cái mẫu này cái mũi cái trước nó hơi lạ lạ. Trên này cũng có mấy tấm năng lượng nè, bên kia trồng khiển đẹp quá, đẹp quá. Cái này thấy vậy chứ các bạn trồng rau ha, trồng rau, trồng hành, trồng hẹ, trồng cái gì ta, hành hẹ ha, là mình trồng một hai thùng xốp cải nè, rồi có muống nè, ớt quế đó các bạn, nó trồng thấy vậy chứ cũng vui ha. Nước đây nước ngọt không mà cứ múc lên tưới các bạn, rất đơn giản luôn. Rồi đi xa ha các bạn, đằng kia có một chiếc đang xuất bến mới chạy ra nữa nè, xuất bến chạy ra ha. Bữa nay xong có lục bình ha, có lục bình lai rai. Rồi Vũ mến chào các bạn nha, ở đây có một chiếc đang đi về từ hướng Long An, Tiền Giang đi lên Long An nè các bạn, chắc có lẽ là đi lên Sài Gòn lấy hàng ha các bạn. Chiếc này mình thấy cũng còn khá đẹp luôn nha. Chiếc này theo mình nghĩ chắc cũng mấy trăm tấn các bạn, mấy trăm tấn thôi chứ không có lớn, nhưng mà nhìn thấy còn khá đẹp ha. Đôi mắt nè, đang đi nước xuôi nha các bạn, nên là anh chạy rất nhanh luôn nha. Chiếc này thì dùng ve xương hầm hàng đầy đủ hết ha. Mình thấy mấy cái nắp hầm của này nè các bạn, nó đẹp ha. Trời ơi, ở đây có chiếc tiếng máy nó lớn ghê nè các bạn. Không biết chiếc này hay là có chiếc nó chạy sau nữa. Tiếng máy lớn ghê lắm. Rồi, mình tới mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Giờ trước hết mình quay chiếc này trước đi. Chiếc này nói chung tóm lại là có ngoại hình nó còn khá đẹp, khá đẹp luôn nha các bạn. Ôi anh sao đu dây 2-3 chiếc luôn, bây giờ tiếng máy nghe lớn các bạn ơi. Sài Gòn ha, vậy là chiếc này đi về Sài Gòn nha các bạn, đi giao hàng về nha. Cái mặn nước 3m luôn các bạn ơi. Ôi vậy chiếc này tầm cỡ 1000 tấn luôn các bạn ơi. Chiếc này thì bề dài nó tầm cũng khoảng 50 mét ha các bạn. Đó, tầm khoảng 50 mét ha, bề ngang cũng khoảng 9 mét, 9 mét mấy vậy nha các bạn. Chiếc này tầm 1000 tấn. Hai cabin. Cabin sao dùng năng lượng mặt trời ha. Đó. Làm kiểu này thì nó không đựng nước ha, không đựng nước. Đồng mới năm 2006 nữa các bạn.
Nói chung là cái mẫu này 206 các bạn thấy không? Cái mẫu 206 người ta cũng còn rất đẹp luôn ha. Còn cái chiếc kia mẫu 209 nãy mà cái mẫu nó nhìn thấy không đẹp, cái mũi nhìn thấy xấu lắm. Xấu hơn mẫu này nhiều luôn. Chiếc kia nãy có biển số cũng của Sài Gòn luôn. Trời ơi. Chạy đâu mà tiếng máy không nghe chứ trời, im dữ vậy. Rồi các bạn ơi, bây giờ là hai chiếc hàng khô đi lên ha. Dạ có một chiếc ghe. Anh ghe anh vượt nè, bây giờ tiếng máy nghe, tiếng máy nó gầm gần vang lên hết nè. Chiếc này đẹp mà lớn đó nha các bạn, chiếc này cũng chắc cũng tầm trên 1000 tấn nè các bạn. Mũi đến lúc nào cũng phải khẩm hơn lái ha. Đẹp quá các bạn ơi. Đó, từ mũi dài tới lái ha. Rồi, tổng quan nè. Ở chiếc kia ha. Rồi, mình quay chặn khúc đầu trên lại nha. Chiếc này của An Giang luôn nha các bạn. Trời ơi, chiếc này không phải trên 1000 nữa các bạn ơi. Chiếc này chắc cả 2000 luôn rồi. Lớn lắm các bạn ơi. Siêu đẹp luôn nha các bạn. Nước là không phải nước rồng cạn ở nhà mà chạy còn hút nước luôn á. Ồ, chiếc này mạng nước 3.8 luôn các bạn ơi, gần 2000 tấn rồi các bạn ơi. Gần 2000 tấn rồi nha các bạn. Điện số đẹp quá đẹp luôn. 24494. Nè nó quặn nước nè. Cái chiếc lớn cái nào là quen thấy đã các bạn, tại tiếng máy nó nghe im lắm, tiếng máy nó lớn, nước máy ra trước và ra sau luôn à. Mấy chiếc này phải tầm 2 động cơ chứ ta, mà anh này mình không thấy thì được ha, chứ mấy chiếc này 1 động cơ thì nó hơi nhỏ, 1 động cơ phải từ giá của Minh K19 trở lên. Chiếc này của Tiền Giang nè các bạn, Tiền Giang siêu đẹp nè các bạn, mạng nước 2.8 nè. Chiếc này thì thôi tiếng máy quá êm luôn. Chiếc này là của Tiền Giang ha các bạn, 17919 ha. Chiếc này là biển số rất đẹp luôn. Chiếc này đâu, chiếc này đăng kiểm 5209 ha các bạn. Cô có nấu cơm nè, làm cá làm nấu đồ ăn ha, chuẩn bị tới cơm trưa ha. Giờ là 10 giờ mấy rồi. Hợp được tiếng máy nó rền nè các bạn, rền vang nè, rền vang cả khúc sông luôn. Đi qua nó rất nhanh luôn nha, quay không kịp luôn á. Chiếc đó nãy nó tầm chắc cũng từ giá 60m các bạn, từ giá 60m là xài chứ muốn trên 60m nè, dài quá dài luôn. Anh em nào ăn dừa nước không, có dừa nước nè, đây hai bồn dừa nước. Ôi chiếc này của Cà Mau luôn hả, ôi Cà Mau quê mình rồi các bạn ơi, Cà Mau luôn ha. Rồi thôi đợi chiếc khác tới quay tiếp hả các bạn, đi nguyên dây rồi nè, đây nè nguyên dây luôn ha. Nãy giờ thấy ngoài sông lớn vô nhiều ha. Ôi tính ngưng các bạn, tính ngưng mà giờ tới nữa nè, sông ngưng. Ây anh chạy rất nhanh luôn nè. Tổng quan em nói nha,
chứ là mặn nước 2m4 ha các bạn, chứ là mặn nước 2m4 mà chiều dài nó có ghê ha, chứ là mày dài chắc cũng từ giá 35m ha các bạn, chứ là tầm cũng khoảng 500 tấn rồi nha. Trà Vinh mấy chiếc cái này là về cống 10 cửa là đi vô phía ra các bạn, đi vô cống 10 cửa là phía ra ha, nhanh quá nhanh. Lâu rồi mình không có về cống 10 cửa, quay cho các bạn xem à, cống 10 cửa và cống 7 cửa ha. Rồi sẽ đợi chiếc khác quay tiếp ha các bạn, đi nhanh quá. Tiếp tục có một em siêu đẹp đi lên các bạn ơi, này chắc nghĩ là Tiền Giang quá. Mấy chiếc xà lan thường thường nhỏ nhỏ của này nè, là mưa làm gió trên thị trường nè, tầm khoảng 400-500 tấn, 500-600 tấn rồi đó, là đa số hàng khô ha, hầm hàng nào đẹp ghê luôn. Đẹp không các bạn, quá đẹp luôn ha. Ô chỗ này có Cần Thơ các bạn ơi, đón sai rồi, quá sai luôn. Đón sai quá sai luôn, Cần Thơ đẹp quá đẹp luôn. Ở trước có năm giao động ha, hai mét tám ha các bạn. Ô chỗ này cũng lớn rồi các bạn ơi, tầm 700-800 tấn rồi nha. Ở trên thì có hai thùng nước ha, hai thùng nước chứ còn nhiêu là năng lượng quá, cái tấm năng lượng. Cái này đóng đăng kiểm năm 2010 ha các bạn, đóng mới năm 2010 ha. Đẹp quá đẹp. Thì các bạn biết rồi, xà lan chuyên đi hàng khô là rất là đẹp nha. Đi hàng khô là lúc nào nhìn ton là mấy con lươn nước của nó là nhìn thẳng thớm lắm, không có mớp méo nhiều ha. Còn mấy chiếc mà đi cát, hàng cát chở cát đá đồ á, cát đá sắt rồi ha, mấy cái đó thì nó mới mớp méo nhiều ha. Tại sao có chiếc xuồng ba lá nè, giờ này thấy mấy chị chuẩn bị nấu cơm trưa hết ha. Trời tới giờ rồi. Đội nón lá là đúng bài luôn ha. Miền Tây là phải đội nón lá. Rồi thôi đợi chiếc khác quay tiếp ha các bạn. Đi qua nhanh quá. Nhanh quá, quay có được 2 phút mấy. Quá nhanh, quá nhanh.